Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin từ VTC News liên quan đến việc tháo dỡ 150 căn nhà xây trái phép trên địa bàn phường Tân Tạo. Ngày 1 tháng 3, ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định kỷ luật đối với các cán bộ vi phạm. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, để xảy ra việc có đến hàng loạt công trình trái phép được xây dựng thì trách nhiệm quản lý địa bàn của cán bộ địa phương là điều phải xem xét đầu tiên. Ông Kiên cho biết, Hội đồng kỷ luật của quận đã thống nhất xử lý kỷ luật 4 cán bộ liên quan đến vấn đề này. Có 4 trường hợp bị kỷ luật, trong đó một cán bộ địa chính phụ trách trực tiếp địa bàn phường Tân Tạo bị cho thôi việc vì không phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm trong xây dựng trái phép tại đây. Ngoài ra, nguyên Phó Chủ tịch phường Tân Tạo và Phó Chủ tịch phường Tân Tạo hiện tại cũng chịu hình thức kỷ luật là cảnh cáo. Nguyên Phó Chủ tịch phường Tân Tạo trong nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ có phát sinh nhiều công trình vi phạm, chịu hình thức kỷ luật khiển trách, ông Kiên nói. Bên cạnh đó, ông Kiên cũng thông tin thêm, do một số cán bộ địa chính có liên quan đã nghỉ việc nên theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ thì Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân không xem xét kỷ luật. Quận Bình Tân đã xem xét rất thấu đáo, nghiêm khắc đối với trách nhiệm cán bộ trong vụ việc này. Để xảy ra số lượng công trình vi phạm lớn như vậy, qua thời gian kéo dài rồi đến hiện tại mới phát hiện ra, thì trách nhiệm của các cán bộ ở giai đoạn trước đó lẫn giai đoạn hiện nay là có, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân khẳng định. Riêng đối với vấn đề xử lý công trình vi phạm, ông Kiên cho biết việc xây dựng trái phép tập trung ở 3 khu vực, trong đó khu vực ở đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, thì phía quận Bình Tân đã xử lý bằng cách cưỡng chế tháo dỡ và yêu cầu tháo dỡ vào tháng 10/2023. Chúng tôi cưỡng chế tháo dỡ 3 công trình, còn những công trình khác thì người dân tự tháo dỡ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ của người dân là không triệt để. Sau khi tháo dỡ xong, người dân dựng chòi để vật dụng sinh hoạt trên khu đất của người khác để ở tạm. Cán bộ địa phương có xuống tận nơi để vận động người dân. Họ nói rằng chỉ để tạm thôi, nhưng đến khi không có cán bộ thì họ lại mang thêm đồ ra, gia cố thêm. Ông Kiên nói về việc tháo dỡ những căn nhà xây dựng trái phép trên địa bàn quận Bình Tân. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, những hành vi này là có chủ đích và tính toán chứ không phải bất chợt phát sinh. Đối với trường hợp này, địa phương cũng lập hồ sơ để xử phạt hành chính. Riêng đối với các công trình xây dựng tái vi phạm, quận Bình Tân sẽ cố gắng xử lý dứt điểm trong tháng 3/2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân đánh giá, sau khi rút kinh nghiệm từ đợt tháo dỡ vào tháng 10/2023 tại địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân sẽ trao đổi chi tiết hơn nữa với người dân để tránh việc tháo dỡ không triệt để. Quan điểm của quận Bình Tân là làm triệt để và quyết tâm phải làm cho xong. Tuy nhiên, quận sẽ làm từng bước và tính toán lộ trình phù hợp với từng khu vực. Ở 3 khu vực có các công trình vi phạm, đặc thù mỗi nơi khác nhau. Có nơi phần lớn là nhà người dân ở, có nơi chủ yếu là nhà cho thuê, có nơi lại đất trống nhiều. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân sẽ phân chia thời gian cụ thể để xử lý, tính toán xem là làm ở khu vực nào trước, khu vực nào sau, ông Kiên nhấn mạnh. Phó Chủ tịch quận Bình Tân cho biết thêm, đối với những cán bộ có liên quan đến sai phạm thuộc nhiệm kỳ trước, hiện đã nghỉ việc, không còn là cán bộ cấp phường Tân Tạo sẽ không bị xử lý về mặt hành chính. Những cán bộ đã ra khỏi ngành từ 5-6 năm về trước, chúng tôi không xử lý hành chính. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang vào cuộc, có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý. Về việc này, phải chờ thêm cơ quan điều tra, họ đã vào cuộc, ông Kiên nói thêm. Trước đó, VTC News thông tin về việc quận Bình Tân tháo dỡ 150 căn nhà xây dựng trái phép tại phường Tân Tạo. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, những căn nhà trái phép được xây dựng tại phường Tân Tạo trong khoảng từ 2016 đến 2020. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên do trách nhiệm quản lý địa bàn có sự buông lỏng, thiếu cương quyết trong vấn đề xử lý sai phạm. Việc để xảy ra chuyện có hàng loạt nhà trái phép mọc lên có một phần trách nhiệm ở cán bộ phụ trách, đặc biệt là quản lý địa bàn. Hiện tại, chính quyền địa phương đang tập trung xử lý vấn đề xây dựng trái phép. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, nếu phát hiện tình tiết buông lỏng, bao che thì sẽ xử lý nghiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân nói. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, giám sát, chính quyền địa phương chưa phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm. Do đó, dẫn đến tình trạng xuất hiện hàng loạt căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Sau khi chính quyền quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tháo dỡ 21 ngôi nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, hàng chục hộ dân chưa có nơi để di dời tá túc. Những ngày qua, họ buộc phải dựng chòi tạm để sinh hoạt sống qua ngày tại nơi những ngôi nhà của mình bị tháo dỡ.
Ghi nhận của phóng viên chiều 22 tháng 10 tại hẻm 147 đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, có 21 căn nhà kiên cố vừa bị chính quyền cưỡng chế tháo dỡ để trả lại hiện trạng đất nông nghiệp. Theo quan sát, tại hẻm 147, nhiều căn rộng khoảng 100m², xây dựng 2 đến 3 tầng nằm san sát nhau, giờ trở thành đống gạch đá đổ nát. Người dân nơi đây cho biết, khu vực này nhiều hộ dân xây dựng hơn 10 năm, có hộ đã được cấp số nhà và có giấy tờ chứng nhận của địa phương. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, họ chỉ biết đứng nhìn những ngôi nhà bị đập bỏ. Không có nơi cư trú tức thì, họ buộc phải dựng chòi cạnh nhà bị đập bỏ, sinh sống tạm bợ. Đứng trên nền đất đã bị chính quyền địa phương tháo dỡ, chị Sáu nghẹn ngào nói, chị mua đất vào năm 2005, 2009. Thời điểm đó, chị Sáu dựng chòi nhỏ ở tạm. Năm 2017, nhà chị Sáu được xây cất, nhà chức trách cấp số, có địa chỉ đàng hoàng. Chị bảo, tưởng rằng chỗ ở đã ổn định nên 2019, hai vợ chồng cắt hết hộ khẩu cho con cái học ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tháo dỡ nhà như vậy không biết phải làm sao. Theo chị Sáu, từ khi tháo dỡ nhà, gia đình chị phải dựng chòi ở tạm cạnh ngôi nhà đã bị đập bỏ. Mọi sinh hoạt của gia đình, đồ đạc chất thành đống trong chòi nhỏ, bây giờ về quê không được mà ở lại cũng chẳng xong, mọi vốn liếng đã đổ dồn vào mua đất và xây nhà. Chị Sáu mong mỏi chính quyền địa phương tạo điều kiện để người dân như chúng tôi có chỗ ra vào. Cùng cảnh ngộ như chị Sáu, gia đình bà Kim cũng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Bà Kim cho hay, gia đình bà mua đất với giá gần 600 triệu đồng và chi phí xây nhà 400 triệu đồng. Tuy nhiên, ở chưa được một năm thì nhận được tin chính quyền địa phương thông báo tháo dỡ. Bà Kim bộc bạch, xây dựng trên đất nông nghiệp là sai rồi. Người dân chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ người dân có phương án để yên tâm sinh sống. Bây giờ, gia đình tôi cũng không biết đi đâu về đâu. Không chỉ riêng chị Sáu, bà Kim, hầu hết hàng xóm xung quanh đều dựng chòi ở ngay trước nhà. Dù biết bất tiện, nhưng hiện tại họ chưa tìm được nơi cư trú tạm thời. Cách 21 căn nhà vừa bị tháo dỡ khoảng 700m, cũng có khoảng 15 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Chính quyền quận Bình Thạnh thông tin, ngày 25 tháng 10 đến sẽ tháo dỡ 15 căn nhà này. Theo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, trên địa bàn phường Tân Tạo có khoảng 150 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Riêng khu vực đường Hồ Văn Long có khoảng 40 căn nhà. Những căn nhà này đã xây dựng trái phép trong nhiều năm, nhưng đến năm 2023, quận Bình Tân mới vào cuộc xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, ông Nguyễn Minh Nhật cho biết, địa phương đang thực hiện việc tháo dỡ 150 căn nhà xây dựng trái phép trên địa bàn, đồng thời vận động người dân di dời theo đúng quy định của pháp luật. Theo ông Nhật, trước đây, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân tự nguyện khắc phục, tuy nhiên người dân chưa thực hiện. Do đó, quận Bình Tân đề nghị người dân chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, vì đây là những công trình xây dựng trái phép nên không thể tồn tại được. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!